mình sẽ đến thăm một cái có cái giếng mó ở Dây Xuân như quý vị. Nếu như ai ở Dây Xuân sẽ biết ở đây là một cái giếng mó của cái làng cái mó đó. Đấy, mình đưa quý vị đến coi nhá, rất là kỳ lạ. Cái giếng này nó ở trên lưng chừng núi đó. Hôm nay không có ai để mà hỏi cái chi tiết của cái giếng này để cho quý vị biết thêm á. Đây là cái khu vực giếng đây rồi này. Đây là giếng mó ở làng kẻ mó xóm Quyết Tâm, xã Dây Xuân nha quý vị. Cái giếng này nó ở trên cái sườn núi đá. Cái giếng nước quanh năm quý vị nha. Đó quý vị, giếng nước quanh năm luôn. Nước từ trong lòng đất ra quý vị nhé. Nó có từ bao đời nay rồi quý vị ạ. Mình đấy, cái giếng rất là sâu. Đây là khuôn viên của cái giếng ở trên cái sườn núi đá mình nhé. Đây là họ tôn tạo lại. Ở trên cái sườn núi đá như thế. Đây là làng kẻ mó nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.